tiếng nghe rõ không? Rõ rõ. Khoan từ để tôi bắt lớn thêm chút. Ok, ông nghe tôi nói không vậy? Ok. Ủa bây giờ là team view chưa Tin vậy? không? Ấy hàng tiếng nó vọng quá. Sao? Ok. Tắt bên nó tin Tắt bên view. nữa. Tin view kim. Rồi giờ làm nha. Mấy cái nội tại đâu? Mấy cái nội tại đâu? Đây, ở dưới đây hết. Này cái này với lại cái này là để boost cho nó nhanh lên không? Cái boost thì không không vì đây chỉnh sao bên này nó mà Bên bên kia kia kiểu kiểu như như là tiếng nó bị trùng kỳ vậy ta, hay là để tôi gọi điện thoại không gọi trên này. hay là tắt điện Hay là thoại tắt điện gọi thoại tin đi. view gọi tin view được À, gọi bằng TeamView luôn hả? gọi tin view Cái luôn này tôi đang gọi bằng cái này. Thôi tắt cái này. Alo. Alo nghe không? Alo. Alo, nghe Nghe không? không? Nghe à, bây giờ để xem. Kỳ vậy ta. Nhiều game thế. Gô cài mỗi hai game là FIFA với Liên Minh nè. Tôi không nghe ông nói gì hết. À. Alo, đợi xíu. Nghe không, nghe không? Vậy ta. À, tôi nghe tiếng tôi vọng lại. Không sao. Tắt cái audio bên này. Bên này tắt sao? Hình Hôm bấm giúp ta. Đây nè. Ok. nay gì hết luôn. Mưu rồi đó. Rồi, nghe bình thường chưa? Tôi mà thấy nó bị chặt cho. Đang xài hay HDD hay SSD độ cực ổ cứng. Cả hai thì phải lâu quá tôi quên rồi. Cái hệ điều hành chính đó. Cái này hơi ít nha. Cái này hồi trước chỉnh rồi mà cái này chắc chưa mở nhiều ứng dụng nặng nên chưa Hồi đó, đó chưa có là to. Rồi tiếp hồi đó bên đó đó hồi sao? đó là hả hồi đó là tôi xài cái ổ cứng bình thường á, xong máy nó chậm á, tôi nói đem ra phòng vũ cái người ta update lên cái ổ cứng mà nhanh á, không ổ cứng SSD không? SSD nhanh nè. Ừ, Rồi. sao chạy là bình thường rồi, cứ máy sao bây giờ là tới bây giờ cũng bị chậm. Trời ơi, có trang YouTube riêng luôn ha, hôm nào subscribe cho. Ai Giờ sập đi để hôm nào là sao. bấm vô Cái của anh bè với lại gì đó tường đậm chất Weibo. đi. Nhìn là biết nhân anime rồi. Ui, cái bộ Sana có nói về cái gì không? Sana Cái bộ mà ông dịch từng hổng ra cái dự án quá trời bự quá ông. à ổng gài mấy cái đó là mấy cái nháp thôi chứ chưa có làm mấy cái mới thì được có hai cái video bự à video cỡ hơn tiếng
đang tìm cái giảm lắc á, tìm chữ lắc. Ủa, nãy như có mà. À đây. Không phải. Tăng chắc là tăng tốc file đi. À, tăng tốc. Hãy nhớ được cái tên file là fixlux à. À, cài EVK đi. EVK hoặc Unikey. Ủa nhưng mà trong trong máy nó có sẵn bấm tiếng Việt rồi mà đâu cần cài đâu. Mà cái đó đâu gõ tắt được. Đúng không? À tôi không cần gõ tắt đâu. À, nhưng mà sau này sub thì cần. À, ví dụ như là mấy cái phông chữ màu để xíu. Tết mạng à, trong khi tết mạng tìm này ra. Cái là tết mạng hả? Bao nhiêu megabit? Tôi nghĩ mạng tôi tắt cái wifi có mình tôi xài. Ồ nó ra chữ sớt bao luôn ghê thiệt. Sếp bao. Mắc như quỷ gì vậy. À, ở bên này. Tốc độ này nó nhanh lắm mà. Tôi có 100 đổ lại tại vì bị bớt băng thông do ông làm nhà. Ê, ông đi dây á, giới hạn con trăm, đây là nhanh lắm rồi. Pin tại có tôi đâu 11 có, tôi đâu có nói mạng của tôi chậm đâu mà nó bị cái mắt tắm cái gì nó cũng chậm hết đó. Bấm gì cũng chậm, chắc là phải giảm cái số này đi nè. À, chắc là tắt cái tiếng Việt đi, tại tiếng Việt thì cài bằng cái EVK. Này tắt sao? Rồi giờ đang đang là không phải tiếng Việt rồi đó. Biết rồi nhưng mà nhiều khi nó bị xung đột mấy cái kia. Tôi nghĩ không phải mạng đâu mà bị cái gì đó ta. Chắc là Bị phần máy. cứng. Chắc bị phần cứng rồi đó. Lâu quá rồi. Trời ơi, bên này nay lạnh muốn chết luôn á. Tôi mình thì nóng, đây có máy lạnh 24 Dạ. trên 7. Trời ơi, chị tả tiền điện quay ly luôn á nha. Đó là ở nhà tôi ai cũng mở nên một hạn chế lại cũng không có được gì. Ừ tôi nghe cứ cả mở cả tắt thì nó cũng tốn điện như thà thôi mở suốt đúng không? Đúng rồi. Ví dụ xuống khoảng nửa tiếng tiếng rồi lên mở lại thì cũng hao lắm. Để à kiểu nó phải chạy à. Có cái Nó chức năng tắt tạm thời mà đúng không? Ông tắt rồi xong ông để một tiếng sau nó tự động mở lại á. chức năng tắt tạm thời á. Chức năng hẹn giờ á. Tôi nghĩ chắc máy nào cũng có mà. Kiểu một tiếng sau nó tắt hoặc một tiếng sau nó mở lại á. À máy lạnh hả? Không, máy lạnh thì chỉ có hẹn giờ tắt hẹn giờ mở một khung giờ cố định thôi. Đúng rồi, đúng rồi. CPU, tôi nghĩ chắc chắc cái CPU nó bị bắp quá. Tôi nghĩ là phần cứng á. Bây giờ tìm theo cái này. Tại tôi thấy tôi cũng À, đâu có thường chạm. thường mở cái gì thì lắc nè. Chrome. À, cơm lắc là phải rồi, quên nữa, xài Microsoft S á. Tôi thấy này ta rất là đánh giá cao cái Edge của bên Microsoft đó đúng không? Kiểu nó Đúng nhẹ rồi. hơn, đầu tốt hơn Chrome nhiều luôn á. Còn đọc được tiếng Việt nữa. Tôi thấy kiểu bây giờ người ta cũng hình như Microsoft nó càng ngày càng Edge nó tốt hơn. Mà bên GVN thì lại kêu bỏ Microsoft S đi mấy kia chứ. Sub S là gì không? Microsoft S là cái trình duyệt á. Ủa tôi nghe đang cao lắm mà thấy nhiều người bắt đầu cũng chuyển qua từ từ.
Không, bây giờ cơ cơm người ta chỉ chuyển qua hai hướng, là một là qua cốc cốc, hai là Microsoft S Ừ, mà cốc cốc thế cũng nặng chứ. ủa có tiếng Việt sẵn rồi Ừ. bản này con không có chức năng đọc gì phải. Ủa nhưng mà tôi nhớ tôi có S sẵn rồi mà ta. Ủa what Đó hảo thật đấy. đó. Không phải, tại vì học ít xài á cho nên tôi Thì không có có sẵn bỏ. à, tại tưởng ra Phong Vũ là update lên bản mà không có Microsoft Store này kia đó là nó mất À. luôn S. Bây giờ tạo cái tạo account bên Microsoft đi. Ừ. Đó là đó luôn thì phải đó. Ủa đúng rồi, cũng là cái ạc mà đăng nhập vô Microsoft phải Ừ, đúng rồi, nó đó. không? Ủa, đây 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 không quá. Vậy thì chuyển mấy kia qua đây hết nhỉ? Bây giờ thử chuyển qua đọc tiếng Việt thử đi. Báo nào ta? Đọc tiếng Việt là sao chứ, bình thường nó cũng không bằng tiếng Việt được hả? Bình thường đọc được. Ừ. Đây có tiếng Việt, có mấy cái kênh này nhưng mà chưa có cài sẵn tiếng Việt, kiểu như là Ừ. chưa có thiết lập ngôn ngữ thì mình đặt đọc thử. Ừ. Ở đó anh có làm cái interview cho cái ông nào bên cũng bên Nhật, Ồ. ổng làm quản lý làm admin bên group 20 cam em á, hội nhân cường người còn ở anime và manga đánh già, bây giờ group đánh đét rồi. Sao vậy? Bị người tấy hay là không không chạy không không? Không 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 ai hoạt động nữa, kiểu như À. là tôi vào nhóm nào nhóm đó đét á. Tôi vào nhóm anime lúc mà vừa một 2 3 tháng trước á, thì nó hai ba thời gian sau thế nào cũng có đứa xui à, giờ có hai đứa F0 rồi. Như này có chữ có hoài mi nào không? Không Cái gì? có giọng Việt nữa, hoài mi là nữ á, rồi cái này vậy mới có tiếng giọng nam mà. Mà nãy Sao nghe nghe thấy không? nghe thấy yêu nhưng mà nó đọc kiểu rất là tự nhiên luôn nha, Đúng rồi, thì hay người quá. đọc người đâu phải Ủa vậy hả? robot đâu. Đúng rồi, thí dụ cái từ nào mà chưa có trong dữ liệu thì sẽ có người nhiều người góp ý vô, và cái người nói cái giọng đó đó thì sẽ thay vì kiểu như gõ tắt bên mình vậy đó, thì cái từ đó sẽ thay bằng cái giọng nói của người đó vô nhập liệu, từng mỗi cái từ đó là một cái Có gì giọng. Ừ. Người ta có trời. lương nó khác đúng không? Ừ. Rồi Hay quá. bây giờ Microsoft S thay cho Chrome đi, mà mình gì đó chuyển cái tất cả mật khẩu qua Chrome qua S Ừ. ha, coi đỡ lắc hơn không. Rồi, ông hôm trước á tôi bị một thằng Trung Đông nào á, không biết là cái thẻ credit của tôi bị một thằng Trung Đông nào mà bắn tiền vô đồ này cho cái livestream đó không? Ai đồ Rồi này kiểu ai ý là cái thẻ Reddit, tự nhiên hôm đó là tôi đang học bài buổi tối á, mới mấy hôm trước à, cái xong thẻ credit card của tôi báo là nó bị trừ tiền mà tôi đâu xài đâu. Cái hôm sau tôi lên kiểm tra mail mới biết là một thằng Trung Đông, cái kênh YouTube nào của thằng đó đó là tôi donate cho cái kênh đó đó, là tài khoản của tôi nha. donate cho nó thì mình bị Tại tôi ủa đâu có donate, ý là tài khoản của tôi bị hack ai bị hack á á. Ừ, à? xong cái Có lưu tài khoản trên trình duyệt không? không nhớ, nhưng mà tôi nhớ là tôi chắc là tại vì tôi từng từng có cái lịch sử là trả tiền mua đồ ở trên YouTube á, tức là tôi có mua một cái show khác ở trên YouTube trước đó, đó. Rồi xong tôi không biết sao mà nó lấy được cái đó, xong hên là không có lấy nhiều tiền, nó chỉ đồ này kiểu chút ít à, mấy trăm ngàn à. Xong cái tôi sợ quá tôi phải gọi cho công ty bên thẻ bên ngân hàng á, người ta lock thẻ lại. Xui chưa? Hơn là nó không có nhiều, thì đương nhiên là người ta lắp thẻ là người ta bảo là cái đó thì không phải là người ta sẽ bù tiền lại cho mình không có cần tốn tiền, nhưng mà thấy nó hơi nguy hiểm không. Đúng rồi, mà nếu làm thì nên làm trên điện thoại và cài một cái ứng dụng gì đó. Ừ. Vì Virus cũng là của ESET luôn, nhưng mà bản mod APK nếu là Android sung sướng cuộc đời luôn. Trời thích gì. Ừ, cái EZ này không phải của Nhật không ta? Cái EZ á. À không, của nghe chung hiệu Ồ. Kaspersky á. Ừ.
Rồi sau vụ đó tôi sợ ông chết luôn. Mấy thằng Trung Đông nó nguy hiểm quá. Trung Đông thì với Nga là tổ sư của H, bố của H. Thiệt luôn á. Tôi không hiểu làm sao mà nó lấy được cái tài khoản của tôi mà nó bấm đồ này luôn. Xong rồi tôi báo cáo lên YouTube là tôi bị trừ tiền không không chính xác á. Mà bên Việt Nam mình nghe vụ bên Techcombank hình hay là gì cũng mấy mấy bữa nay cũng có mấy cái vụ mà hách tiền vậy đúng không? Kiểu bị trừ tiền oan hoặc là bị mất tiền ngân hàng á. À, cái đó một hack thì khó lắm, nhưng mà phần phần lớn là do người ta làm theo lời của mấy thằng hack, có nghĩa mình tiếp tay cho nó thì mình mới hack, tự hack mình, tự tiền mình và người khác. À hiểu rồi, tức là người ta gửi tin nhắn gì kiểu Đúng rồi, mạo danh, mấy người này cũng tin cái mấy người này cung cấp đúng không? đúng rồi. À cái này là đang chuyển mấy cái mật khẩu của tôi quá hả? À, cái kia là mật khẩu nhưng mà chưa mở cái S, tại vì cái này có nhiều cái, ví dụ như là kiểu mấy cái tối ưu đang hiện, đang tìm cách hiển thị mà cái phần kể giờ quét trước đi. I want to improve stability nè, system file this defect này khoan hết rồi sẵn. Distract là kiểu như là cái ổ đĩa tôi mới bị phân mảnh đúng không? Đúng rồi, mà HDD thì không cần tại vì nó đọc trực tiếp rồi, còn ý, cái SSD không cần, còn HDD thì lâu lâu cần, thấy nó trên 30% thì refresh. Cái Outlogic Boost này là bao lâu mình nên xài một lần không, hay là kiểu kiểu như khi nào mình có vấn đề về chỗ nào thì mình chọn cái ô đó? Tôi chỉ biết làm chứ cũng không biết giải thích làm sao, kiểu Mà như là bọc thì là biết, nhưng mà tới hồi nói người ta mình không biết định, mà định nó cái gì. cái này có tác dụng gì không? Máy nhanh hơn, Còn cái mà màu xanh ông kêu tôi xài là cái pro pro gì đó là được đó. Lasso thì lát hồi nó sẽ gọi là theo dõi những cái nào mà nó bị gọi là lắc á, thì nó sẽ đánh dấu lại, thì mình thêm thêm nó danh sách cho nó hạn chế cái tốc độ nó đi á. Đâu rồi, giờ xem trong cái phần lịch sử file SDR là gì ta, File SSD hả? cái này nè, tại nó sẽ tìm ra những cái nào mà bị là ảnh hưởng á, số restraint nè, thì mình sẽ chuyển nó xuống below normal. Đây nè, cái này là priority, cái này là tốc độ của CPU Trong do sao bên màn hình tôi nó không có chuyển động nha ông? chuyển động gì. Màn hình tôi nó đứng im mà. Ông đang chỉ gì vậy? Quên quên quên, tôi đang làm bên máy tôi Ừ, trời ngay. Ây da, sao tôi nghe cái kỳ kỳ vậy ta. Ủa rồi nãy giờ tôi làm được cái gì bên này chưa ta? thì ông bấm bên này nè, xong Để rồi tôi phóng to luôn, phóng to luôn, ngáo tạm thời. Nãy scan rồi, để allow trick to apply. Rồi, cái process lasso nãy tải về chưa cài đúng không? chết rồi á. Đó đó. Ây da, nãy giờ mình làm cái gì vậy ta? Tôi phải im lặng chứ tôi không tập trung được không? Edit power plant. Trước hết là kiểm tra trong này coi nó có bị hạn chế cái gì không. Bình thường coi nó lên khoảng 15-20. Minimum rồi. Hình như hồi trước có chỉnh luôn rồi phải không ta? Cái này lần đầu mà. Rồi hả? Cái này lần đầu mà tôi chưa có xài cái này bao giờ hết.
À, mà thường lúc xài là có laptop là đang sạc hay là chưa sạc? Hầu như là đang sạc, pin nó cũng yếu lắm rồi. Máy này tôi mua gần bao lâu rồi nhỉ? 8 năm rồi đó. 8 năm rồi. 8 năm hả? Thì khoảng 4 hay 5 năm nên mua pin khác thay thế vô chứ không là không không ổn. Ừ, Tại không vì tôi. sạc chai thì dễ có nguy cơ cháy nổ. Tôi cũng định là thôi để một năm sau mua chuyển, tôi định chuyển qua MacBook luôn cho nó đồng bộ. MacBook mà không có nhu cầu về mấy cái như là render đồ họa video thì ủa mà có xài cái đó không? Video thì có biết kiểu, tại tôi iPhone á với lại iPad nên tôi muốn xài kiểu cho nó liên luôn, cho nó chung hệ luôn. Với lại tôi thấy cái đó nó cũng ít có bị chậm máy, tôi cảm thấy Windows xài rồi là nó bị chậm mà. Chậm hay không do mình chỉnh thôi, mà cái này máy chắc cũng cổ rồi, đúng Cổ lắm rồi, lúc tôi mua là tính ra đời nó ra là mấy năm trước rồi chứ đâu phải là lời mới nhất đâu. mà cũng đỡ bây giờ đỡ lắc hơn hồi trước tin phiêu quá. Rồi bây giờ vô cái phần insights nè, tìm cái integrator của BoostBit thì mình tắt sao, còn mấy cái cũng không có quan trọng bây giờ thôi. Đâu rồi? Master S. Ồ, là với cái này tôi với cái processor là tôi coi coi cái nào nó. Ví dụ cái nào mà phần trăm nó nhiều quá mình giảm, thí dụ chuột phải nè. Cái Explorer là cái cũng khá là quan trọng thì mình cho nó lên trên cao một chút. Đang Ủa nó đang ở đâu ta? Đang là normal, mình cho lên Apple normal. Rồi, để ý cái phần gọi là exclude from provenance. Có nghĩa là tích cái này vô rồi nó sẽ không có chỉnh mấy cái đó nữa. Nó kiểu như nó không tự giảm, thường nó theo xu hướng giảm. Tôi hiểu rồi, cái chương trình nó tự, ví dụ cái nào mà cao quá thì nó sẽ tự điều chỉnh xuống đúng không, cho Đúng rồi. cái chương Đúng rồi, mà cái nào quan trọng ví dụ như là mấy phần mềm làm phim hay game á thì cho nó exclude, còn nếu như mà đâu rồi mình có thể dùng cái watchdog này ừ. nè, canh gió nè, ví dụ CPU nó tăng nó trên 30% hay khoảng 2 hay 3 giây đi thì sẽ priority nè, cho nó xuống below. Còn những lúc mà làm mấy cái quan trọng á, ví dụ như là đang render video mà muốn vừa lướt web vừa render thì chỉnh cái affinity nè, cho nó xuống xuống 3. Ưu tiên chọn mấy cái bỏ mấy cái trên nha, như, gọi là lẻ ví dụ 4 thì chọn 3, tại không với một là hai cái mạnh nè, mà một hai với ba là hai hai cái gọi là nhẹ cái phụ á, thì như vậy thì về tổng thể sẽ nhanh nhưng mà phần Microsoft S thì nó sẽ hơi bị lắc. Cái này thì tùy tùy giai đoạn mình chỉnh sao chỉnh. Rồi còn Facebook, Facebook có mở trên Microsoft Store không nhỉ? Không ít lắm. Phải, ý là cài Microsoft Store mở Facebook luôn á. À không, tôi rồi ít xài á nên tôi không có xài. Cái này nó nhẹ hơn cái ứng dụng, cái lượng nhẹ hơn trang web. Bây giờ mở thử một trang nào đó giữa YouTube này. Hình như chưa có nhập mấy cái kia bên Chrome qua. Trên Android iPhone cũng có trình duyệt S nữa đó. Ồ ghê. Đọc tiếng Việt trên đó luôn. Tính chỉ mẹ tôi mà mẹ tôi nói thôi nhìn nó thấy khó quá. Thường mấy người trung niên là vậy.
Ừ, thiệt. mà mấy em bé 3 4 tuổi thì mò hồi ra, mọi người lớn thì cái này sao vậy, cái này sao vậy con, cái này mày không biết làm đây, nội việc cái wifi chỉ 4 5 lần vui thiệt luôn. Ở bên này á, tôi cũng đi dạy dạy smartphone cho người già, không công ty tôi có chương trình đó đó, dạy dù cũng dạy cách mà để vô wifi rồi này đó. Ồ. Ui, sao nó giống y chang hay vậy? Kỹ này là Chromium mà hai nó đều cùng nền tảng là Chromium như nhau. Ồ, ê, nhưng mà ông làm sao đi chuyển nó qua y chang vậy, hay vậy? Nhìn giờ nhìn giao diện nó y chang luôn Không có, cái này giao diện ban đầu nó vậy mà. á. Không, ý là mấy cái bút mát của tôi kìa, nhìn y chang. À Thứ vậy tự là nó cũng ban đầu tôi xài cốc cốc nên mới xài mấy cái mức rùm gà là xuất ra này kia, nhưng mà ai ngờ cái này là tôi quên là đang Chrome thì nó tự động import qua, nhập qua làm thừa ơi. làm sao nhập qua được không, bấm vô đâu, attention Nãy có quay video lát hồi chụp lại tù lại. setting à, Ủa dùng chứ ha, nó tự động nhập mấy cái tab đang xài luôn kìa, ghê không? ghê ghê, ồ không biết nó có mấy attention mà của tôi đang xài là kiểu như Có click. nè, ở trên này này thấy không? Đóng Ừ. đi. Rồi có bắt được rồi. Tới đây thì skip qua. Tránh lộ thông tin. Mà từ đây là không có lưu mấy cái thông tin là liên quan đến tài khoản hay cái gì nữa. EVK đi, để tôi coi bên tôi là xài cái gì. À, Cái phiên bản nào? Unikey hả? Thấy EVK nó ok hơn. EVK là gì? Cũng phần mềm gõ tiếng Việt đó hả? Ồ. Ui, ở bên thành phố dịch đỡ chứ ông, tôi thấy nó tràn lan quá. Tôi dự báo từ trước rồi là thế nào cũng tăng khi mở cửa lại á. Thế không? Tôi muốn mua Spotify bên Việt Nam á, mà ở bên Nhật á là phải xài đồ Nhật, mà bên Nhật giá nó mắc quá. Tôi thì xài cờ Ê, có rắc chỉ đi, chỉ đợi xíu, đang là chỉnh. ghé với bạn tôi thì cũng được rồi. Tôi định xài, tôi thích Spotify tôi nghe, nhưng mà tôi toàn nghe bản free không à, tại tại tôi thấy bên này mỗi tháng đóng có 200.000 lần nên là cũng tiếc tiền á. À, bên Việt Đây Nam 60.000 là rẻ quá trời luôn. mua bên Việt Nam có 60.000 à? Ừ, một tháng coi giá nó trên là khủng khiếp. Ôi, nhưng mà ông chỉ tôi xài bản rắc đó. Mà cái ngắn đó hồi trước đó, tôi tải á, thì sau khi xài được khoảng chút tôi không có để ý á, tôi không chưa biết cách chỉnh làm sao để nó không có tự động update lên á. Sau khi update lên thì trở về bản thường, vậy phải tự cài đặt lại. Có phần mềm gọi là toolkit gì đó. Tôi có cái tập đó là khi mà đang nói chuyện tôi quên tôi định làm gì Không, á. không. Tôi không làm đó. Tìm EVK với phiên bản cũ. Tại cái mấy cái mới á, thì sợ nó bị hút cái phím á. Kiểu như là đang tìm như là tại cái phiên bản cũ đang miễn phí á. Ôi, hôm trước ông đi làm thêm bên mấy cụ mà quên rồi. Nó lớn không nghe. Cái trang mà ông đi làm thêm, làm dịch ở bên cái trang nước ngoài gì nổi tiếng á, tôi quên rồi. Little vậy hả? Ừ, ok không? Bữa đó tôi gọi là ta bị dính cái gì á, Ừ. tôi không nhớ định nói gì nữa. Tóm lại là nó sẽ cho nó cho cái văn bản với tôi thử dịch đó, nhưng mà kiểu như ứng ứng tuyển làm dịch phiên dịch viên á, nhưng Ừ mà ừ. bị
Nó không cho gọi kiểu như là copy paste, mà tôi lại copy paste cái tiếng Anh đó rồi sao dịch để dịch qua tiếng Việt rồi sao chỉnh hết, mà tôi bắt qua một cái hôm sau nó tài khoản này bị khóa do dùng kiểu như là phát hiện robot gì đó, Đó, đất ơi. cũng may chưa có dịch gì nhiều. Như cái này nó tự động tìm bên tiếng tiếng Nhật á hay sao á. Thì đó, tôi nghĩ vậy. Kệ, phải đa phiên bản mới nhất luôn. Nãy ta Ôi, phiên bản máy quên rồi. 4 chấm mấy. 4.3.7. Ừ, từ giờ để tôi chuyển qua xài Chrome cho nó. Được. Lộn lộn nhầm Edge. Nhầm. Ông có ghi chú nhiều không? Hả? Ông có hay ghi chú nhiều không? Có. Ông xài cái Notion nó cũng ok lắm á. Notion. Nè cái tôi À, thấy ví tôi thích. dụ. À, ví dụ. Ở bên kia là gì ta? Bên kia như tôi gọi cái khác. Một đống. Đó. Hiểu hiểu Thấy hiểu không? lẹ hiểu Đây. hiểu hồi đó bên Unity cũng có cái này á. Đúng rồi, Unity cũng có. Mà bây giờ thử tạo một cái, thí dụ mà gõ tắt cái gì. Thí dụ gõ tắt gì nhiều á. À, đây nè. GG thôi. Hai cái thôi. Bây giờ nó sẽ tự động lưu vô kia. Nó sẽ chỉ vì sao mà nó cái này là tốt hơn Unity. Đây là cái phần nè, như vậy nè. Thì thấy cũng là bình thường phải không? Nhưng mà nếu như mà có dấu hai chấm á, mà ví dụ kiểu đó như vậy thì mình vậy nè. Nó bên Unity là sẽ là dấu hai chấm, như vậy sẽ rất là loạn. Trong khi mình dùng hai cái dấu gạch kia để dùng nút xoẹt này nè, mình ship lên cái hai như này dễ phân biệt đúng không? Trong khi dùng rất là nhiều, cái nhiều bên tôi thì khá là nhiều, tới cả 100 dòng lên rồi. Bây giờ thí dụ như là mình thủy thần dịch tiếng hai ngôn ngữ nào, Google dịch đó. Tiếng Nhật, thường tôi hay xài tiếng Nhật, Việt, Anh ba cái. Đây là GGEV là Google EVK. Không nhớ cách chỉnh lại cái keyboard typing setting thì phải. Cái này cắp lóc một cái là nó chỉnh giữa máy này rồi. Rồi bây giờ làm để chỉnh là ví dụ mình đang tắt S để xin, muốn tắt rồi khi khởi động lại S thì nó load cái trang cũ luôn hay là qua cái trang mới luôn? Trang trang để trang cũ cũng được.
Cái này là tracking prevention, gọi là chặn theo dõi, chặn mấy cái tên tên theo dõi, mấy đứa mà lừa đảo. Cái này speak thì nó sẽ một số trang không vô được, còn balance, còn basic là nó Nó sẽ sẽ dễ dễ đi vô ra, hơn. đúng rồi, dễ vô hơn, chọn cái giữa được. Hồi mà tôi làm ở bên máy tôi thì thấy nó nhanh lắm, mà sao không hiểu sao tôi làm ở bên máy người khác bắt đầu lóng ngóng, dù là nó y chang nhau, bị khớp á. Vậy ông mà đi làm giáo viên chắc phải struggle vậy Bây giờ thử tắt S rồi đặt, thí dụ mình đang tìm thí dụ Anh Việt đi, Google Anh Việt GGG ba cái nha. anh à, không GG tôi lại GGEV. Ủa cái này phải chịu, gọi là anh luôn tiếng Anh. Ờ, cái này đúng, cái này là tiếng Anh, bên này là tiếng Nhật. À, sao nó ra tiếng Nhật sẵn luôn không? Vậy phải chỉnh ngôn ngữ rồi, chắc nó phát hiện theo IP á. Tôi có nghĩ. Mà ít ra có thể cũng đỡ hơn cái ông kia là tất cả giao diện đều là tiếng Nhật hết luôn. Rồi đó. Remove luôn ha. Ồ, cái này không, cái này ông remove rồi, tôi đâu bấm được tiếng tiếng Nhật đâu đúng không? Không, cái này là nó ghi gì ta? New Window License. Để xíu. Tôi nghĩ ông cho nó xuống xuống dưới đi. Có cái mũi tên kế bên á. Có phần Mũi tên, mũi tên đâu? này cho nó xuống. À. Nó sẽ bị đỡ ưu tiên hơn. Hồi nãy giờ có cảm thấy còn lắc lắc không? Chắc đỡ hơn rồi đó. Thế chứ là mình chỉnh ra tiếng ngữ được ở đây mà đúng không ta? Chỉnh ngôn ngữ được ở trong này mà đúng không? Đang tiếng Anh ở nó lại hiện ra tiếng Nhật ta. Language Đâu rồi language đâu? À toàn tiếng Anh mà. à, hiểu rồi, Google nó dựa theo IP mà. Vậy phải chỉnh thành google.com.vn, gõ tắt tiếp. Ví dụ bạn gõ tắt cái nãy là Google EV nè, thì mình chọn thêm từ GGEV. Tôi nghĩ chắc cũng không không biết có ổn không, tại vì mấy cái vụ mà liên quan đến ngôn ngữ của Google thì nó dựa theo IP Không sao đâu. á. À, không sao chứ, không sao, là chuyên tiếng chuyên Nhật mà. Không phải hiểu nó ý là tiếng không sao đâu, thì tôi gọi lại. Chắc trong đống này có hướng dẫn gì đó. À, Ủa. giờ còn Microsoft Store nãy nó load hơi bị lâu ha. Process lasso lúc nãy đâu rồi? Đâu ngoài á. Search app rồi, cái lắc là do cái phần mà tìm á, search app nè. Có cần để lại cái giao diện cho nó đẹp không, hay là cho nó đơn giản cho đỡ lắc? Đơn giản đi cho đỡ lắc. Ủa Như có cái gọi là Cortana, nó sẽ làm cho lắc. à cái con mà Cái con mà ít ai xài. bạn của con Siri. Đúng rồi. Gỡ cài đặt của anh ta.
Tìm dùm chữ remove. Remove. Để xin app. Bấm chữ remove. App add a remover program. Trời ơi, cái đọc PDF nó nhiều vậy đó hả trời. Cái Adobe. Thấy Adobe. Cortana. Office luôn là được không? Ừ. Tôi thì gỡ được, còn này chắc chưa được. À đúng rồi. À, có muốn thử cái giao diện gọi là administrator á, là cái gọi là người dùng cao nhất luôn. Hiểu không? Tức nghĩa là người dùng cấp cao nữa. Nhớ cần có cái gọi là CMD admin. Đó, như vậy khỏi phải tìm. Và như vậy khi mà log up ra đó thì nó sẽ đăng xuất ra đó thì nó sẽ có admin nó gọi vô vô trong khi đó sau khi đó mình team view lại tiếp được không? Ừ. Có gì cần giữ lại bên nào không? Để lát hồi team view lại nó cũng còn không mất đâu. Lock up không có lock up luôn. Cửa sổ Chết L đau. Bấm cửa sổ L đi. Ừ. Cửa sổ L. L đúng rồi. Window L. Đúng rồi. Đó. Ừ. À lóc á hả? Ừ. Đúng rồi. Biết khăn cứng rồi nha. À, thường thật tôi là mình đi. Hy vọng qua cái này nó đỡ lắc chút. À, qua bên trang giao diện của admin đó hả? Đúng rồi. Ủa tại sao bình thường người ta không chỉnh luôn cái giao diện của admin ta? Tại vì đó là giao diện ẩn, ví dụ như là bị cái gì đó thì tự nhiên mình phải 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 cần cái khác để đảm bảo ok hơn. Bây giờ TeamView còn hoạt động nè. Vậy đó hả? Bên tôi chỉnh cái quạt CPU rồi thì vẫn còn 65 độ. Hồi trước nhớ là render một cái video là lên tới 90 độ luôn. Ở đó. Thì đúng rồi, sau đó đầu tư mua thêm quạt về. Rồi ừ. Học thì về mấy cái gọi là áp suất khí bên trong dương hoặc là âm. Ừ. Thí dụ dương dương hay âm quên rồi. Tóm là một cái thổi ra cái thổi vô, cái ưu tiên thổi ra đó thì nó đỡ ồn. Cái nhưng mà nó nóng lắm, còn cái ưu tiên thổi vô thì sẽ bụi. Đỡ ồn mà nó bụi. Mà tôi thì ở trong phòng một mình không phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tôi cách ly với xã hội, cách ly với thế giới nên cứ thổi vô trong và phà. Ê, ông ở bên Nhật mà ông gọi là kiểu Nito á đúng không? Đúng rồi, Nito. Thì cái ừ. Kimori phải không? Ừ, không cũng thì Kimori với Nito nó hơi khác nhau, tôi nghĩ Nito nó hợp với ông hơn. Đúng rồi. Hikikomori Nito. là không có thích nói chuyện với ai kể cả trên mạng À, luôn. đúng là cách ly toàn bộ, còn Nito là những người hầu như chỉ thích ở nhà, thích trong phòng kiểu vậy đó, thích ở Hồi trong thế giới. xưa là tôi cũng giả ngố vậy cho mấy đứa mà cuồng anime đó, otaku là bị kỳ thị này kia, mà thật ra mấy ông mà có mấy ông mà sống trên núi suốt ngày tập võ, ông cũng gọi là otaku vậy chứ đâu phải là ghiền anime manga cũng là otaku đâu đúng không? Ừ. Thì otaku, cái chữ otaku đó chính là Là nhà mà. nhà thì đúng rồi. Từ giải ngố bên group 20 km đó, đó là nhà. Ừ. Rồi đó cũng có đọc truyện về một cái ông cũng tên là Akano Takuya, thì có Taku đó cũng là nhà. Cái Ừ. phim Hán Việt cũng là nhà. Y chang chữ Otaku. Trạch. Ô là nói về một con người, thí dụ như là gọi là sự vật đúng không? Ví dụ Matsuri thì ồ Matsuri đúng không? Ồ Matsuri chữ ồ nghĩa Đúng là rồi. kính ngữ. Thêm Rồi vô đó cho kính nó. ngữ á. Đó kính ngữ. Tôi hơi quại cái vụ mà TV qua Nhật á, hiện nó hiện ra mấy này làm cái mắt Ừ. cứ đau. Bên này người ta hầu như ít xài Facebook. Ta xài gì? Twitter không à? Với lại like. Nên là có Việt Nam nhiều. Ui có cái gì kìa. Có ba con virus chứ nhiều. Rồi. Tôi có đứa mà lớp 9 tôi tìm view qua mà khổ lắm, Ờ. tôi nói là xài SSD, nó em xài Windows Defender được rồi, để thấy là nó bị ăn hàng chục con
virus ở trong chính cái file folder C 2.Windows. Có nghĩa là Ồ. phải cài lại. Mà cài lại rồi nó còn cài tới 40 phút. Mốt chắc tôi mới cài lại máy, phải quy định một luật là cải thì khỏi cài. Cái thì tự làm đi. Ngoài cải tự làm. Rồi cái này thì phát virus, này là virus giả nè. Ồ, sao không biết? Nhìn nó đâu. Quen hơn, nhìn quen hơn. Con này Ồ. spy phần mềm gián điệp. Cái Ôi. HP mà dính cái gián điệp luôn mới ghê chứ. Ôi, vậy là coi cái đó tôi mới bị hack chứ. À, cái đó là bởi bởi cài virus đó, phần gì virus cũng đỡ. Trời ơi, Ồ, cài nó virus là mệt lắm đó nha. Cài virus nghe kỳ kỳ đó. À, cái đó cũng bên ổ C user gì đó của Ồ. HP rồi. HP là cái nãy Thủy dùng, bây giờ mình cách ly với cái đó rồi, nó Nhưng mà vô danh sách này cách ly rồi đó, nó không còn ngoài được gì hết. mình có nên xóa nó được không? Mình có xóa nó được không? Được. Nhanh không? Nên. Cái user profile của mình đang là administrator, còn kia là HP. Ủa sao màn hình nó nhỏ vậy? Ủa không di chuyển được. Không biết. Hình như sao cái này nó cố cái cửa sổ cố định luôn hả? Tôi đâu biết tôi có vô cái admin gì bao giờ. Không phải, đang cái Explorer nè, có thấy đang ổ C ổ D của em không? Thấy. Mà cái cửa sổ phần phía trên này không có phóng to được Tôi thấy ra nhưng mà tôi đâu biết tại sao. chỉnh mấy cái chuyển mấy cái nãy qua. Đang mở cái nào của này sao di chuyển qua không được ta? Chắc là bên kia tôi đang mở. À, chưa có hack hoàn toàn. Ồ. Đó là Adobe phải không? Bên kia cũng đang mở luôn. Adobe cái HP là có xài máy in hay gì không nhỉ? Không. Bên cái Microsoft Store nè, tìm cái mở cái PDF á. Không, cái file này, cái đó hả? Cái đó là phải file PDF à? Đó là file audio á. Audio mở bằng gì qua này? Nó Windows trong đúng rồi, mấy Media Player hả? tôi mở bằng cái gu gì đó. Cái process lasso mình có thể cắm Cortana được luôn, ví dụ cho nó vào disallow đâu control là disallow processes nè, Cortana.exe. Cái flow này là gì? Đâu biết đâu. Để tôi dò gốc gác của này. Con Esa, cái này có cài không? Không biết cái đó là gì luôn á. Audio HDR.
không cài mà có là nguy hiểm lắm mà. Ồ. Này là À. của audio. Ồ, nó Vậy là cái này của à, vậy cái này hên quá, xóa một cái là tiêu. ừ. Calculator của máy tính gì nhiều vậy? Ờ, đâu biết đâu. À, cái này của HP. Mở lên thử này. Mở lên con này là gì? Chắc là máy tính. À, rồi cái này là virus nè đó, Ồ. hên nó ngọ ngoại một cái là dính liền thấy không? Hên Để xóa nó được không? được được, mà nếu xóa không được phải cài cái unlocker gì đó. Mấy Ủa cái có này gì? là virus á, virus hơi bị nặng. Mạo danh Virus đó hả? tôi cũng không biết là gì, để coi thử. Trong Roaming. cái HP một đống Ừ. cryptic là giống như crypto, có nghĩa là phần mềm, biết phần mềm đã Bitcoin không, thì cái đó là dùng dạng crypto. Nếu nó chạy, nếu một người sở hữu cái một cái ạc crypto nào á mà nén lại thành con virus này, thì Ừ. nó bất kỳ ai xài trên trên mấy người khác ấy, thì đào đào online ấy, và gửi tiền về cho thằng kia, kiểu như Ôi là máy sẽ bị chậm á. Tôi bị mấy ôi. lần rồi, xài cũng từ khi có máy tính đó, cũng xài cũng gần chục năm rồi. Lần đầu tôi xài là 2007 2008, thì đường bạn cho cái nick FIFA. Mà hồi đó thì biết vô FIFA có sẵn trên trên quán thôi, chứ đâu có biết Google là gì. Thế hồi vô lúc 10 11 thì mới hỏi vô một tiệm net rồi đó. Bố, ông già tôi đi nhậu, lấy tôi đi theo làm cớ, nó giữ công ty thật kỳ dở chạy đi net. Mà bữa đó thì đâu có biết mình bị lợi dụng đâu. Ra là nó để cái phần mềm khai phiếu phải là bây giờ thôi. Nó xóa hết ý là chỗ tiệm net đó không hề có một cái game offline nào. Thế hỏi tôi hỏi chị ơi, có game gì không chị, thì nó Google cưng. Google là gì vậy chị? Không biết người ta nghĩ mình với đôi mắt ý nghĩ nào. Lớp 10 mà không biết Google là gì, trong khi giờ mấy đứa cháu của chị tôi, trời ơi, giờ mới 3 tuổi 4 tuổi đã biết lên mạng rồi. Đúng rồi, tôi thấy tụi nít Trong khi người tóm lại là người càng có tuổi thì càng không có biết gì, giờ không biết nhanh. gì thì không có còn cái gọi là cái tìm tòi, đúng không? Đúng rồi, vậy thấy nó phức tạp quá là sẽ bắt. Gần đây tôi cũng hay vậy nên tôi thấy vậy không tốt. Cứ hỏi tới nơi tới chốn đi, tôi là con wiki mà. Tự tin ghê. Không nói thiệt mà chung nói chung ở từ Google. Ồ, mấy con virus đó nguy hiểm quá. Tôi nghĩ chắc tại cái đó nên tôi mới bị. Cái này là của máy trong laptop nè. Cái này là touchpad đó. Touchpad là cái giống như chuột mà mình xài bằng ngón tay á. Sau khi giờ thấy cũng ít à. Bởi vì tôi mới là cái máy tôi không hề có cái gì nặng luôn á ông, nhưng mà tại sao nó vẫn chậm mà nó bực mình đó. Còn cái asset bên máy tôi thì có khoảng khi quét mà không có con virus nào ấy, cũng khoảng 2% đổ lại. Này ba mấy là chắc phải giảm đúng không? Nó là EGUI. Nhờ qua máy này tôi biết tại sao là có chức năng là phải tìm theo cái user rồi. Tại nhiều user thì cứ có nè khác nhau. Cái này mà nó kêu reset để xóa mấy con virus đó. Nó xóa, rà soát file hết luôn không? Trong khi chờ. Nãy giờ chưa xong. Lâu ghê. À xong xong rồi nó mới kêu mình action đúng không? Rồi. Ở này cũng dạng nhẹ nhẹ nhanh nhẹ rồi.
phải có cục HDD dự phòng nào không? Không. Ủa DOE là HDD hả hay sao? Oh, have no idea luôn ông ơi, ông xem đi chứ tôi cũng không Ủa? biết đâu. Cái này không có cái nào HDD SSD luôn. HDD hết luôn á. Vậy là bị Phong Vũ nó không biết. Ủa mà bữa nó có cho thấy cái hình dạng cái cục ổ cứng ra sao không? Không, mình đi nó bảo 2 3 ngày lại lấy mà, xong rồi tôi lại lấy thôi, tôi đâu biết gì đâu. Cái này của tôi cũng đang xài nè, WDC nè, là mấy cái này là ổ cứng HDD thôi chứ không phải SSD. Tôi test thử cái tốc độ đau coi làm sao, có nào nặng không, có file nào nặng Không có nào nặng đâu, bình thường. không, cần file nặng để mà copy mới biết chính xác. Giờ thử tải vài trong khi chờ. Xong rồi vậy. Chưa, Lâu nhỉ? nãy giờ mới 15-20 phút rồi, trong khi tải mấy phần mềm khác thì chờ cả tiếng đồng hồ mà nó lại lắc hơn nữa. Ủa mà nãy giờ đỡ bớt lắc phải không? Để vậy xong thử coi. Đang tìm cách hiển thị tìm chỗ nào có chữ cài đặt đi trong khi chờ. À, Ok, Yến trong Liệt nè, Yến Liệt nè. ừ. English. Ok, Oh, feeling lucky thiệt. Đúng là tìm xong rồi là lucky luôn á. Tìm gì quên rồi. Go software. Cần gì nhớ link. À, xin link có ngay. Nhớ tải cái file nặng. ồ, ông cũng có Bandicam nhé, tôi thấy nhiều người hay xài quá ha. Ban đầu tôi xài OBS. Giờ tôi không nhớ file nào nặng. Thì ông tải cái Bandicam cũng được, tại cái đó tôi Cái cũng chưa đó có cập. mấy có vài chục mê à, phải băng ra cho nó lẹ. Bây giờ như chưa có up lên. Hình như tôi Copy. có đăng đăng nhập à. Đâu cần đăng nhập. Cái này để chế độ ẩn danh vẫn tải được. Còn Spotify thì phải nói đến speed không phải RS Ồ, cái đó là gì không? Trang web chuyên tải rác hả? rồi. Chứ danh toàn cầu. Ồ, Tưởng tải cái gì RS. quên này. À, Spotify. Tôi Nhưng mà thì cá vàng phải gọi tôi làm cụ tại tôi 5 giây cũng có thể quên. cái này có, tôi có xài trên điện thoại đúng hay là chỉ xài trên laptop thôi? Điện thoại thì cứ dùng Android, Android thì tôi còn biết chứ kia Không, tôi ở hay đúng. bó tay. Android thì chắc nó dễ, vì thường mà bên iPhone mấy cái vụ ấy này nó nhanh lắm, nó chậm ghê lắm. iPhone đó sao bằng Android được? Tại tóm lại là bên đó luật nó khắt khe lắm. Ủa còn CD5 là cái giống gì? Trời ơi, tiếng Cho nó auto auto sub được mà. Google, tôi thích Google từ mấy cái này ra đó, Google dịch đó. Nó không có khác gì tiếng Anh luôn. Nó khác, nó giống gần 90% đó thấy không? Không hề, không có sai câu câu cú gì luôn á. tôi công nhận tụi Nga này nó ghê quá. Hèn chi ông Biden nó chửi quá trời rồi đúng. Ông bị đen hả? Ý là ông Biden, tụi Nga nó hay tấn công như mấy doanh nghiệp lớn ở bên Mỹ á, ông Biden cũng chửi, ý là ông kiểu chỉ Thì trích đúng rồi. Bên mình cũng giỏi như bộ có á. ông nào mà trong cái cuộc thi tấn công mạng để tìm ra các lỗ hổng thì Việt Nam mình đứng thứ 15 đó. Không, tôi thấy bên mạng bên Việt Nam mình cũng dữ lắm. Hôm trước bên Viettel có người đi thi đậu mà, có hai ông bên Viettel á. Việt Nam mình cái gì cũng mạnh thôi. Đó là mới có nét vài chục năm thôi chứ không như bọn mẻo. Ôi vậy tính ra mạnh nhất là vẫn là Nga không? Đúng rồi, nó xài lâu hơn với lại nhiều lập trình viên giỏi. Cái Nga rồi gì gì là ai ta? Gì là bên Trung Đông đó hả? không, ủa Nga làm gì có chung đúng rồi, Nga Trung Đông hả?
Không, ý tôi là nhất là Nga đi, rồi nhì là ai? Thì tôi nghĩ là bên hacker thì Nga nó sẽ nổi tiếng, tại mấy cái vụ mà hack lớn toàn là bên Nga không à. À, tụi Trung Quốc cũng ghê mà. Trung Quốc với Triều Tiên. À, mà nhiều nhất thì vẫn là Nga, tại à, với là độ độ uy tín đó, 100% uy Đây là tao hát là tao hát đó hả? tín. Trong khi tôi thì nói cái gì cũng phải vài tháng vài năm sau ta mới ha mới mới tin và hỏi lại, uy tín âm vô cực. Thì lúc đó mấy người đó chưa có biết thôi. Hồi đó tôi cả tôi bảo bảo vệ cái quan điểm mà ai xuất hồi năm 2016 tôi cãi mấy ngày luôn rồi bị ban. Bây giờ giống như tôi tự giả giả mặt mình vậy. À, là lúc đó là ông cãi với người ta với cái vụ agency với lại software edit đó hả? Đúng rồi, cái bên cái edit cái Azizup nó tôi cãi là nó ngon hơn, nhưng mà bây giờ tôi thấy thằng kia nó ngon hơn thiệt. Không, chính bản thân tôi xài thì tôi cũng thấy tôi thích xài subtitle edit hơn. Mà mấy người chung chung nhóm mình nó kiểu như cũng già có tuổi rồi không thích đổi mới rồi đăng Không nhập mà đi. xài quen á thì mình sẽ xài chị hoài. Kiểu quen cái app nào là mình sẽ cảm thấy quen với cái giao diện đó mà. Tôi mới là người cần người quen nhiều nhất nè, từ 2014 tới giờ 7 năm trong cái mấy kia ít hơn nhiều. Password hả? Nhớ lại từ từ nha. Ok. Save lại giùm tôi đi không? Thế được, lát hồi tôi cũng tìm lại cái link đó luôn. Tôi cũng quên cái link nó đâu rồi. Cái link chính gốc ban đầu là ở Tukero. Ủa mà nó phiên bản full nó khác gì phiên bản thường? Phiên bản này là mình à, cái này trên laptop thì ví dụ ông có thể nát nát được, nhưng mà một tháng nếu mà trên laptop thì chỉ nghe được 20 giờ thôi. Nên Ví dụ nha, trên laptop đi, trên điện thoại đi, là tôi sẽ không, ví dụ tôi muốn nghe bài nào tôi sẽ không chọn được bài đó đâu, tôi chỉ được nghe à, ngẫu nhiên. nó tự động nghe ngẫu nhiên trong danh sách phải không? Đúng rồi, còn trên laptop thì tôi làm có thể nghe được, nhưng mà tôi chỉ nghe được 20 giờ một tháng thôi. 20 giờ Tại một tháng thì khoảng mình có thể dùng Fast IP cũng phần mềm của Nhật, Surf Adder VPN. mắc mà thôi, nhưng mà cái này là cũng chưa upgrade mà đúng không? Không biết bên tôi cũng chưa đâu upgrade nhưng mà cũng chọn được bài vậy. Ủa hay Vậy là đó. cái phiên bản này tôi không biết nó upgrade chưa. Ủa mà phải upgrade mới được hả? Thì không upgrade là cứ hai chục Làm sao mà xem được cái tài khoản của mình? đây này. À, để xíu bấm vô đây nó kêu upgrade to premium. Một cái Ui lúc mà này sao nó ra audition complete luôn vậy ta? à, từ đầu là from homebase rồi, trong khi cái của cái rác của ông kia tôi chưa có tải, tôi không biết cái chỗ nào để tìm không ra. Ồ, nó có adblocker nữa cơ. The spot. Tôi bắt đầu lú rồi, qua cái trang khác tôi bắt lú. À, cái đó để khi nào tìm được cách Không. chỉ sao. Bây giờ tiếp tục, bây giờ thôi còn cái gì để còn gì lắc nữa không ta? Chắc À, không. tìm cái search UI search app này, bên HP này. Tôi đang lo là có nên xóa nó hay không, không biết nó có ảnh hưởng gì không tôi phải tìm coi nó đang ở đâu. Microsoft Windows Search. Để đang thử tắt nó coi nó có
À, mình có thể tìm được từ cái Sita không? Ừ. Tự động thay đổi cái đó của Microsoft rồi. Đây, Windows Setting. Đó chắc phải là hạn chế cái số nhân của tốc độ nó chứ không còn cách nào khác. Cortana mình tắt rồi mà không biết hình như nó vẫn còn chạy. Ủa đâu? Biết tắt chưa? Chắc tắt rồi. Còn cái EVP. Cho ra đây chưa? Cho nó chạy với khởi động cùng Windows nè. Còn Tilet có nhiều kiểu lắm, hoặc là tự định nghĩa cũng được. Kết hợp anh Uni gì đó, Vini với Tilet cũng được lắm. Rồi, bây giờ reset lại. Ủa chưa xong. Nãy Cái này tải cái kia không biết xong chưa, copy thử qua mấy khác nè. Not responding được rồi. Quên, tôi cố tình tắt rồi. Quên là open folder, copy thử từ OC qua chính OC coi tốc độ nó nhiêu. Của tôi nhanh hơn, của tôi màu vàng là 80, 90, có khi hơn 90 còn này. Chắc là màu tím. Màu tím là chuyên dùng cho camera. Còn gì nữa không ta? Ui, nhưng mà đang xài iset vậy con nên Cái này nó tự khi mình cài bất kỳ một phần mềm nào ở VBoot nào nó sẽ động tắt. Bây giờ tôi tắt cái gọi là cái khả năng update của asset nó mà lên từ nó mà nó quá cái phiên bản 8 thì nó sẽ bắt cái phải cài kia này kia. Để nó hợp tác với công ty khác để mà chấm chấm khác rồi. Nên phiên bản 8 này là phiên bản mới nhất. Tôi cũng xài cái iSet này nè. Thường thì không thể xóa hoặc là thay đổi cái gì bên trong này, mấy cái gọi là gọi gì ta, ví dụ cho nó vô đây nè, đó mình nhập đại cái gì vô đó rồi lưu thì nó không lưu được đó. Hay Thì lúc lúc này là phải thay đổi cái quyền bảo mật của riêng file đó. Security mình sẽ vô advanced và thêm chuyển thành everyone. quá Auditing add select principle. Cái này với cái này thì những cái nào mà không có xóa được hoặc là tôi xóa được rồi mà thời gian sau nó cũng tự động kiểu như cơ chế nó tự động đau về dạng virus đó thì tôi thay thay cái mã bên trong của nó là xong. Kiểu như là không biết gọi là gì. Tóm lại là nó không thể nào hoạt động đúng, đúng nghĩa được nữa. Khả năng làm bên máy tôi thì ok mà máy người khác thì thường thường dễ tập lắm. Kiểu như là tôi sẽ không có làm được cái gì mà người khác á.
Ủa, nãy ui 3 giờ rưỡi lẹ quá gì. nhanh quá, bên tôi 5 giờ rưỡi rồi tới thui. Vậy ta sao bên tôi làm được đây, bên này là không được ta. Cái bên effect chọn xét mình chọn thử coi. Kế bên auditing select a user. À, có khi nào nó đang chạy bên kia nên không có chỉnh được HP. Oh. Tới giờ tôi xuống dọn quán bán đợi xíu. Ừ. À, bật kiểm tra chính tả nè, đặt dấu tự do. Ừ. Có Bấm từ gì mấy chỉnh mấy trong mấy cái này nè, nhiều em sửa lỗi, hai cái sửa lỗi hoặc là gửi phím tiêu chuẩn á, nếu bị hút hút cái phím á. ừ. Ủa cái này Ok anh Unicaster mà có S nữa hả? Của tôi không có S. Đây, cái đó chỉnh chỉnh sao đi? Bây giờ gửi chỉnh thẳng trong giao diện. Thường là tôi sẽ chỉnh diệt nó tận gốc luôn. ừ. Giờ chờ nó quét xong rồi reset lại. Ok.